Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Thưa mến chào các bạn, như vậy là trong video lần trước thì cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được một trong số 5 tác phẩm truyện hiện đại trong chương trình lớp 9, đó chính là tác phẩm Làng của tác giả Kim Lân. Tiếp theo thì trong video lần này cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về tác phẩm Lặng lẽ Sapa của tác giả Nguyễn Thành Long. Các bạn cần chú ý một chút nhé, đó là đi kèm với phần văn bản hướng dẫn các bạn cách để tìm hiểu cái văn bản này thì Jack có gửi đến với các bạn video để các bạn có thể tìm hiểu, các bạn có thể phân tích được những cái điểm đặc sắc, những cái nét nghệ thuật tiêu biểu ở trong tác phẩm này. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được văn bản với 3 phần tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm này, phân tích cụ thể chi tiết và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng tổng kết lại những cái điểm đặc sắc cả về nội dung lẫn nghệ thuật nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học với phần Mùa La Mã tìm hiểu chung này. Chắc chắn là như thường lệ thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về tác giả cũng như là tác phẩm. Tuy nhiên thì vẫn luôn luôn lưu ý với các bạn rằng trước khi các bạn xem video bài giảng này, trước khi các bạn tìm hiểu cách để có thể trả lời các câu hỏi ở trong sách giáo khoa đưa ra thì điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó chính là chúng ta hãy đọc kỹ văn bản sách giáo khoa. Các bạn cố gắng đọc từ 1 đến 2 lượt, sau đó thì chúng ta hãy đọc kỹ phần chú thích và sau đó thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Một nhỏ này, cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu về tác giả Nguyễn Thành Long. Có thể đây không phải là một cái tác giả mà quá quen thuộc, khi mà nhắc đến tên các bạn biết đến ngay như là Nam Cao hay là Vũ Trọng Phụng. Tuy nhiên thì đây cũng là một tác giả khá là tên tuổi. Và ngay sau khi mà chúng ta tìm hiểu về tác giả này xong thì chắc chắn là các bạn sẽ có nhiều điều tò mò, các bạn sẽ có nhiều hứng thú hơn để có thể tìm hiểu về tác giả này đấy. Đầu tiên thì các bạn hãy chú ý ở trong sách giáo khoa trong 188 đã đưa đến cho các bạn một số thông tin về tác giả này. Ví dụ là Nguyễn Thành Long là tên thật của ông, chúng ta sẽ có ông sinh năm 1925 này và mất năm 1991, quê ở Quảng Nam. Thì ở trong phần đầu tiên khi mà chúng ta nhắc đến tiểu sử của tác giả ấy thì các bạn chỉ cần chú ý đó là tác giả thì quê ở Quảng Nam nhé, ý đầu tiên này, quê Quảng Nam. Điều tiếp theo ở trong phần tác giả này mà chúng ta cần phải chú ý đó là các bạn hãy tìm hiểu xem rằng là cuộc đời hoặc là cái phong cách sáng tác của tác giả thì có điều gì nổi bật. Chúng ta sẽ có một số những cái nội dung. Đầu tiên các bạn cần phải chú ý đến đó chính là tác giả thì viết văn vào thời kỳ nào hoặc là bắt đầu sáng tác vào thời gian nào. Chính cái việc mà hoàn cảnh sáng tác này, thời điểm sáng tác thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nội dung và tư tưởng của tác phẩm đúng không? Vậy thì điều đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý ở trong phần cuộc đời và sự nghiệp của tác giả đó chính là Nguyễn Thành Long thì viết văn vào từ thời kỳ cuộc kháng chiến chống Pháp cơ. Và chúng ta sẽ có cái thể loại mà tác giả này thường xuyên sử dụng trong các tác phẩm của mình sẽ là truyện ngắn và ký nhé. Thông tin chúng ta sẽ có ở đây chính là ông là cây bút chuyên viết truyện ngắn và ký này. Chuyên viết truyện ngắn và ký. Điều tiếp theo mà các bạn cần phải lưu tâm đó chính là chúng ta sẽ chú ý xem rằng là tác giả này thì sẽ có cái phong cách sáng tác như thế nào và nội dung chủ yếu mà tác giả này thường hướng đến ở trong các tác phẩm của mình là gì. Thì chúng ta sẽ cùng chú ý này, cái nội dung mà tác giả Nguyễn Thành Long luôn luôn cố gắng muốn thể hiện ở trong các tác phẩm của mình đó chính là công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc vào những năm 60 của thế kỷ 20 nhé. Các bạn chú ý một chút đó là từ năm 1954 ấy thì miền Bắc của chúng ta đã bắt đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa rồi. Vì vậy nên chúng ta hãy cùng chú ý này. Đó là Nguyễn Thành Long thì thường viết về công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa này. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc ở những năm 60
của thế kỷ 20 này. Như vậy là chúng ta đã có được cái thông tin về việc là cái chủ đề mà tác giả thường thường hướng đến ở trong tác phẩm của mình là gì. Tiếp theo thì các bạn cần phải chú ý đến phong cách sáng tác của tác giả nhé. Có thể là các bạn sẽ thấy được cái phong cách này in đậm ở trong tác phẩm mà chúng ta được học ngày hôm nay, đó chính là tác phẩm Lặng lẽ Sapa. Tuy nhiên thì trước tiên cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể khái quát được, đó là tác giả Nguyễn Thành Long thì luôn luôn mang trong mình cái việc đó là ông luôn muốn hướng đến những cái vẻ đẹp của con người và muốn thể hiện được vẻ đẹp của con người ở trong tác phẩm của mình bằng một cái giọng văn đó là nhẹ nhàng này, tình cảm và tha thiết. Thì chúng ta sẽ có giọng văn nhé. Giọng văn đó là nhẹ nhàng này, trong trẻo. Và tất nhiên đó chính là chúng ta phải nhắc đến việc là luôn muốn hướng đến, tác giả luôn muốn hướng đến này, luôn hướng đến việc xây dựng, việc diễn tả những cái vẻ đẹp của con người. Đặc biệt các bạn cần phải chú ý này, đó là khi mà miền Bắc của chúng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa thì vẻ đẹp của con người thường thường được các tác giả thể hiện trong cuộc sống lao động. Họ lao động như thế nào, họ có lý tưởng như thế nào và họ đang xây dựng đất nước như thế nào. Đó là những điều mà Nguyễn Thành Long luôn luôn muốn cố gắng thể hiện và thể hiện rất tốt ở trong các tác phẩm của mình. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến một số những cái tác phẩm tiêu biểu của tác giả này nhé. Ví dụ như là các bạn có tập Giữa Trong Xanh này, các bạn có tập Ly Sơn Mùa Tỏi này. Thì các bạn chú ý đó chính là tác phẩm mà chúng ta được học ở trong bài ngày hôm nay, tác phẩm Lặng lẽ Sapa thì sẽ được in trong tập Giữa Trong Xanh. Ngay sau đây thì cô sẽ chuyển sang phần hai nhỏ, đó là tìm hiểu về tác phẩm để chúng ta cùng chú ý hơn đến các tác phẩm tiêu biểu, hoặc là chúng ta xem rằng là tác phẩm Lặng lẽ Sapa thì có điều gì đáng lưu ý nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần hai nhỏ nhé, đó là đến với phần tác phẩm. Trong phần tác phẩm này thì cô sẽ đưa đến với các bạn một số thông tin, ví dụ như là hoàn cảnh sáng tác này, hoặc là chúng ta sẽ tìm hiểu đến tình huống truyện này, chúng ta sẽ tìm hiểu đến nhan đề và tóm tắt nữa. Tuy nhiên thì có một điều khác biệt so với bài làm, chúng ta còn phải tìm hiểu một cái yếu tố thêm nữa, đó chính là ngôi kể và điểm nhìn chân thuật ở trong tác phẩm này được đặt vào nhân vật nào nhé. Đầu tiên này, phần A nhỏ cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác nhé. Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này, ở trong sách giáo khoa thì chỉ đưa đến với các bạn một cái thông tin, đó chính là tác phẩm này thì được lấy ra ở trong tập Giữa Trong Xanh, được in năm 1972 thôi. Thì chúng ta sẽ có cái ý đầu tiên, đó là được rút ra từ tập này Giữa Trong Xanh. Năm 1972 này. Tuy nhiên thì có một cái thông tin nữa mà cô sẽ muốn nói đến với các bạn, muốn các bạn ghi nhớ được, đó chính là tác phẩm Lặng lẽ Sapa là kết quả của một chuyến đi thực tế ở Lào Cai. Vì vậy nên là khi mà chúng ta làm cái nội dung này thì các bạn có thể hiểu được rằng là khi mà các tác giả, ví dụ như là Huy Cận sáng tác bài Đoàn Thuyền Đánh Cá, hoặc là tác giả Nguyễn Thành Long sáng tác tác phẩm này chẳng hạn, thì chúng ta thấy được rằng là phải đi sâu vào trong cuộc sống thực tế của nhân dân, phải cảm nhận được cuộc sống của họ cụ thể như thế nào thì các tác giả mới có thể đưa vào những tác phẩm của mình những cái khung cảnh của cuộc sống này, những bức chân dung của cuộc sống thật là sinh động, cụ thể và đặc biệt là dồn nén những cái cảm xúc rất là chân thực của người viết vào đó nhé. Vậy chúng ta sẽ có này, đây là kết quả chuyến đi thực tế ở Lào Cai này. Chuyến đi thực tế ở Lào Cai. Đây là hai thông tin rất là quan trọng trong phần hoàn cảnh sáng tác, các bạn hãy chú ý nhé. Tiếp theo này, phần B chúng ta sẽ cùng chú ý một chút đến chủ đề và nhan đề của tác phẩm này. Thì phần chủ đề các bạn sẽ biết được rằng là đây là một trong số những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Thành Long. Và chủ đề mà tác giả muốn hướng tới đó chính là cái công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc của chúng ta. Và tiếp theo, trong phần nhan đề này thì chúng ta sẽ thấy ở đây có từ Lặng lẽ Sapa. Thì rõ ràng là một tính từ được đào lên để đứng trước một danh từ.
chúng ta sẽ có không có một cái cụm từ là Sapa lặng lẽ để nói về cái sự lặng lẽ ở Sapa đâu. Mà tác giả lại đưa cái từ lặng lẽ lên phía trước để khẳng định với chúng ta một điều gì đó, đúng không nhá? Mà để biết được rằng là tác giả muốn khẳng định điều gì sau cái từ lặng lẽ đó thì các bạn cần phải chú ý tìm hiểu về tác phẩm này. Tìm hiểu xem là những người lao động ở đây thì họ đang có cuộc sống này, đang có sự cống hiến như thế nào đối với đất nước, đối với cuộc sống hàng ngày của mọi người. Và các bạn hãy thử khẳng định xem được rằng là với cái sự cống hiến như vậy thì liệu rằng cuộc sống ở Sapa có lặng lẽ hay không nhá. Tiếp theo này, phần C nhỏ cô sẽ hướng dẫn để các bạn lưu ý một chút. Phần này sẽ khác với bài làng của tác giả Kim Lân, đó chính là các bạn hãy chú ý xem rằng là cái ngôi kể và điểm nhìn trần thuật ở trong cái bài này là như thế nào. Chúng ta sẽ chú ý đến ngôi kể này, ngôi kể và điểm nhìn trần thuật. Điểm nhìn trần thuật đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến ngôi kể nhé. Ở trong phần này ấy, thì chúng ta sẽ thấy ngôi kể ở đây là ngôi thứ ba, khi mà chúng ta không thấy có một cái nhân vật nào tự xưng mình lên cả, mà dường như là có một nhân vật toàn tri, nhân vật biết tuốt, có thể tham quan này, có thể nhìn và có thể quan sát hết tất cả những cái sự việc ở trong chuyện, sau đó thì kể lại với chúng ta. Thì chúng ta sẽ có ngôi kể là ngôi thứ ba này. Ngôi kể là ngôi thứ ba. Chúng ta sẽ thấy được một cái điểm mạnh của ngôi kể thứ ba, đó là dường như người kể chuyện đang tham gia vào tất cả những cái sự việc và có thể kể lại hết với chúng ta. Tuy nhiên thì cái cảm xúc của các nhân vật, tâm trạng, suy nghĩ của các nhân vật thì sẽ không được thể hiện một cách sâu sắc, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy được rằng là dường như người khác nhìn vào tâm trạng của các nhân vật thì sẽ không được cụ thể và sinh động cho lắm, đúng không? Vì vậy nên là các bạn hãy chú ý, ở đây tác giả Nguyễn Thành Long thì lại đưa đến cho chúng ta một cái điểm nhìn trần thuật khá là đặc biệt. Chúng ta thấy được rằng là cách nhìn nhận về cuộc sống, cách nhìn nhận về thiên nhiên ở Sapa và cách nhìn nhận về con người anh thanh niên, vẻ đẹp tâm hồn của anh thanh niên ở đây thì lại được nhìn qua con mắt của ông họa sĩ. Các bạn sẽ thấy này, mọi vật ở đây, mọi người ở đây thì được nhìn qua con mắt của ông họa sĩ. Ngay từ đầu tác phẩm này ấy, khi mà các nhân vật ở đây chưa có những cái câu chuyện, chưa có những cái cuộc gặp gỡ thì các bạn sẽ thấy được rằng là tác giả miêu tả, tác giả đưa đến cho chúng ta một cái bức tranh thiên nhiên ở Sapa rất là lung linh, đẹp lẽ. Và đây chính là cái cách nhìn qua con mắt yêu đời này, con mắt đầy nghệ thuật của ông họa sĩ, đúng không? Tiếp theo thì ông họa sĩ này là một người mà cảm thấy được rằng là rất muốn khám phá vẻ đẹp của những con người lao động, đặc biệt là anh thanh niên ở đây. Vì vậy nên các bạn hãy khẳng định đó chính là cái điểm nhìn trần thuật ở đây chính là được nhìn qua con mắt của người họa sĩ, của ông họa sĩ. Ông ấy là một nhân vật tham gia trực tiếp ở trong cuộc gặp gỡ này. Và đặc biệt là với cái cách nhìn của một người họa sĩ lâu năm thì ông ấy đã đưa đến với chúng ta những cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người rất là đặc sắc, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý D nhỏ, chúng ta sẽ chú ý đến bố cục nhé. Bố cục của tác phẩm này thì sẽ được chia ra làm 3 phần này. Và các bạn lưu tâm một chút, đó là ở trong sách giáo khoa cô sẽ chỉ rõ cho các bạn là chúng ta sẽ chia các phần từ đâu đến đâu nhé. Phần 1 thì chúng ta sẽ phân chia từ đầu tác phẩm đến trang 181, có một cái câu văn đó là kìa anh ta kia. Thì đây là một câu văn đánh dấu việc là anh thanh niên xuất hiện, đúng không? Trong phần này thì chúng ta sẽ thấy là nội dung của phần chính là anh thanh niên qua lời kể của bác lái xe nhé. Cô sẽ viết từ anh thanh niên viết tắt nhé. Anh thanh niên qua lời kể này. Qua lời kể của bác lái xe. Các bạn chú ý là trong bài này thì cô sẽ viết từ anh thanh niên viết tắt như thế này nhé. Thì các bạn chú ý theo dõi bài học thì các bạn sẽ biết được đây là cô đang viết cái gì. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có này, toàn bộ cái đoạn văn bản từ trang 181 đến trang 187, chúng ta có một cái câu văn đó là không, hiện giờ trong túi sách của cô không có một vật gì như thế. Thì chúng ta sẽ có phần thứ hai, đó chính là phần mà các nhân vật ở trong tác phẩm này thì có cái cuộc gặp gỡ với nhau.
Đồng thời trong cuộc gặp gỡ đó thì họ có một cái sự tìm hiểu mặc dù là thoáng qua thôi, tuy nhiên thì khá là sâu sắc về tâm hồn này, về con người, về tính cách của nhân vật anh thanh niên ở đây. Thì chúng ta sẽ có, đây là cuộc gặp gỡ trò chuyện của ba nhân vật là anh thanh niên này, cô kỹ sư và ông họa sĩ nhé. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện. Ở đây thì chúng ta có cuộc gặp gỡ và trò chuyện của ba nhân vật nhé. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có phần ba nhỏ nhé. Đó chính là chúng ta có cuộc chia tay cảm động giữa ba nhân vật, đó là anh thanh niên này, cô kỹ sư và ông họa sĩ. Các bạn chú ý một chút, đó là cuộc gặp gỡ của họ thì chỉ có ngắn ngủn trong vòng 30 phút thôi. Tuy nhiên thì cái cuộc gặp gỡ này đã khiến cho ông họa sĩ thì vô cùng cảm mến, cảm phục cái tinh thần, tính cách, cái tinh thần trách nhiệm và lối sống của anh thanh niên. Đồng thời thì cô kỹ sư cũng đã dành cho anh một cái tình cảm rất là yêu quý và trân trọng. Thì các bạn hãy chú ý đến bố cục ba phần này nhé. Cuối cùng thì chúng ta có phần e nhỏ, đó chính là tóm tắt. Với việc là đưa ra cho các bạn bố cục ba phần thì chắc hẳn là các bạn cũng đã biết được rằng là trong truyện Lặng lẽ Sapa này thì chúng ta đã có được những cái chi tiết gì là nổi bật, các sự việc gì là sự việc chính rồi đúng không nhỉ? Còn nhắc lại một chút với các bạn, đó là khi mà tóm tắt thì các bạn hãy chú ý đến việc là có những nhân vật nào tham gia trong tác phẩm này, các sự việc diễn biến theo trình tự như thế nào và chuyện kết thúc ra sao. Các bạn hãy chú ý những cái điều này để có thể tóm tắt tác phẩm vừa là ngắn gọn, tuy nhiên thì vẫn đầy đủ được các yếu tố, các sự kiện chính, các sự kiện cơ bản của truyện nhé. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn phần thứ hai, hai la mã, đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về tác phẩm này. Chúng ta sẽ cùng đến với phần hai la mã của tác phẩm này, tìm hiểu chi tiết về việc là cô sẽ hướng dẫn để các bạn tìm hiểu được về tình huống truyện này, tìm hiểu được về cảnh sắc thiên nhiên ở Sapa, và cuối cùng phần quan trọng nhất trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chú ý đến vẻ đẹp của những con người ở Sapa nhé. Đầu tiên này, phần một nhỏ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tình huống truyện này. Lần trước khi mà hướng dẫn với các bạn bài làng của tác giả Kim Lân thì cô đã hướng dẫn để các bạn có thể nhớ, để các bạn có thể hiểu được về khái niệm tình huống truyện là gì rồi đúng không? Như vậy thì cô sẽ không nhắc lại nữa nhé. Cô sẽ hướng dẫn với các bạn rằng là cái tình huống truyện ở trong tác phẩm này cụ thể là gì và nó có tác dụng như thế nào. Thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải khẳng định được đó chính là cái tình huống truyện ở trong tác phẩm này thì nó lại rất là tự nhiên, rất là đơn giản thôi. Đó chính là cuộc gặp gỡ rất là tình cờ của anh thanh niên này, ông họa sĩ và cô kỹ sư. Chúng ta sẽ có này, cuộc gặp gỡ tình cờ. Cuộc gặp gỡ tình cờ của ba nhân vật. Đó chính là anh thanh niên này, ông họa sĩ và cuối cùng là cô kỹ sư này. Tiếp theo thì các bạn cần phải chú ý một chút, đó là khi mà chúng ta đã chỉ ra được tình huống chuyện rồi thì chúng ta cần phải khẳng định xem là cái tình huống chuyện này thì nó có tác dụng như thế nào ở trong toàn bộ tác phẩm đúng không nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái phong cách sáng tác của Nguyễn Thành Long ấy, đó chính là ông ấy luôn luôn đưa đến cho chúng ta những cái cảm giác thật là nhẹ nhàng, thật là trong trẻo ở trong tác phẩm. Tuy nhiên, những cái giá trị sâu sắc mà tác giả gửi đến cho chúng ta thì dường như lại lắng đọng đến tận cuối cùng cơ. Đây chúng ta sẽ có này, sau cái cuộc gặp gỡ tình cờ của ba nhân vật này thì chúng ta sẽ thấy cô kỹ sư và ông họa sĩ thì rất là cảm mến trước cái tinh thần lao động này, trước cái thái độ trách nhiệm với cuộc sống của anh thanh niên. Tuy nhiên, anh thanh niên thì lại kể ra cho họ nghe rất là nhiều những tấm gương, những bức chân dung về những người lao động miệt mài ở Sapa khác. Vậy thì chúng ta sẽ có này, cái tình huống chuyện này thì là một cái tình huống hết sức tự nhiên nhé. Tự nhiên này. Tạo cuộc gặp gỡ này. Tạo cuộc gặp gỡ. Và tất nhiên rồi, nó sẽ giúp thể hiện tính cách của nhân vật. Giúp thể hiện tính cách của nhân vật.
Nhân vật cô kỹ sư thì sẽ cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy tin yêu hơn vào cuộc sống và cảm thấy tin tưởng hơn trước cái quyết định là rời bỏ thành phố để lên miền núi công tác của mình. Ông họa sĩ thì sẽ tin tưởng hơn về vẻ đẹp của cuộc đời này, về cái lý tưởng cả cuộc đời đi tìm cái đẹp của ông ấy. Và đặc biệt là ông ấy cảm thấy cái ngòi bút của mình này, cái việc mà cả đời làm nghệ thuật của mình thì dường như bất lực trước vẻ đẹp tâm hồn của anh thanh niên, đúng không nhỉ? Cuối cùng thì chúng ta có anh thanh niên là một người rất là khiêm tốn. Mặc dù là anh ấy rất là tốt đẹp, tuy nhiên anh ấy lại luôn muốn kể cho hai người còn lại nghe về những tấm gương lao động khác ở Sapa cơ. Vì vậy nên là khi mà chúng ta có được cái tình huống như thế này, một cái tình huống hết sức tự nhiên như thế này, thì tác giả lại muốn làm nổi bật với chúng ta. Chúng ta sẽ có này, tác giả làm nổi bật được điều gì nhỉ? Được chủ đề của chuyện. Chủ đề của chuyện này. Các bạn sẽ thấy nhá, ngay từ nhan đề của chuyện này thì chúng ta đã thấy có cái từ lặng lẽ ở đây rồi. Khi mà chúng ta nhắc đến Sapa thì chúng ta sẽ nghĩ đến đó là một cái nơi để nghỉ dưỡng này, để du lịch này. Tuy nhiên thì trong cái lặng lẽ mà chúng ta nghĩ đến đó thì đang có những cái con người đang cống hiến này, đang lao động, mặc dù là rất là lặng thầm thôi. Tuy nhiên thì đã làm cho cái cuộc sống, đã cống hiến cho cuộc sống của Sapa. Vì vậy nên là cuộc sống ở Sapa thì không lặng lẽ, không buồn như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta sẽ có nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có chủ đề của chuyện, đó là đằng sau cái lặng lẽ, cái vắng vẻ của Sapa thì chúng ta biết được rằng ở đây vẫn còn có những con người đang ngày đêm miệt mài lao động để cống hiến cho đất nước. Chúng ta sẽ có này, vẻ đẹp của những con người lao động miệt mài. Tác giả đang đưa đến với chúng ta những tấm gương những con người lao động miệt mài, và tác giả khẳng định vẻ đẹp của họ, công lao của họ, sự cống hiến của họ dành cho cái nền hòa bình, cho sự phát triển của đất nước, đúng không nhỉ? Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái tình huống của chuyện này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 nhỏ nhé. Cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên ở Sapa. Câu chuyện mà tác giả đưa đến với chúng ta ở đây đó chính là trên một chuyến xe lên Lào Cai thì chúng ta sẽ thấy được là có bác lái xe đang trò chuyện với tất cả mọi người. Và mọi người ở trên xe này, mọi người đang cố gắng nói chuyện với nhau này. Và đặc biệt là mọi người có cái vẻ đẹp, cái cách nhìn về vẻ đẹp ở Sapa như thế nào. Mọi người cố gắng cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên ở Sapa. Các bạn chú ý này, trong 181 ấy, có một đoạn văn miêu tả về cảnh sắc ở thiên nhiên Sapa thì rất là lung linh. Các bạn chú ý chúng ta sẽ có này. Nắng bây giờ bắt đầu len tới đốt cháy rừng cây. Nắng thì len tới này và đốt cháy rừng cây. Tiếp theo các bạn sẽ có này, những cây thông thì chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng, những ngón tay bàng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh, thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên màu xanh của rừng. Vậy thì chúng ta sẽ có những cây thông này, những cây thông ở đây thì chỉ cao quá đầu này. Chúng ta có những cây tử kinh. Những cây tử kinh thì sẽ thi thoảng nhô cái đầu màu hoa cà này. Màu hoa cà. Chúng ta sẽ có cả màu xanh của rừng nữa. Màu xanh của rừng này. Tiếp theo trong phần mà giới thiệu về cảnh sắc của thiên nhiên của Sapa, khi mà nói đến nắng, nói đến những loài cây rồi, tác giả không quên nhắc tới mây. Ở đây thì tác giả miêu tả đó là mây bị nắng xua, cuộn tròn từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương.
rơi xuống đường cái và luồn cả vào gầm xe. Có nghĩa là tác giả đang đưa đến cho chúng ta một cái bức tranh thiên nhiên mà dường như cây, nắng và cả mây nữa thì đang len lỏi vào giữa những cái chuyển động của con người, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có ở đây là mây bị nắng xua này, cuộn tròn này, lăn và rơi này, cuộn tròn này, lăn này và rơi. Tác giả đang đưa đến cho chúng ta những cái sự miêu tả còn kết hợp cả biện pháp nhân hóa nữa, đúng không? Vì vậy nên là chúng ta sẽ cùng đưa ra một cái nhận xét ở trong phần này nhé. Như cô đã đưa đến với các bạn ấy, đó là chúng ta có một cái điểm nhìn trần thuật ở đây. Một cái điểm nhìn ở trong tác phẩm này đó chính là điểm nhìn của người họa sĩ. Người họa sĩ thì đã dành cả cuộc đời của mình để đi tìm và đi vẽ lại, đi miêu tả lại những cái vẻ đẹp của cuộc sống. Vì vậy nên là cái bức tranh thiên nhiên ở Sapa ở đây thì được người họa sĩ này nhìn qua một cái ánh mắt vô cùng là nghệ sĩ. Vì vậy nên là bức tranh mà chúng ta cảm nhận được ở đây thì rất là vô cùng lung linh này. Có nắng, có mây và cái cảnh sắc thiên nhiên ở đây thì cũng rất là nhẹ nhàng, thoáng đãng nữa. Chúng ta sẽ có này, cảnh sắc thiên nhiên ở đây thì được tác giả miêu tả với vài nét điểm xuyết thôi. Tuy nhiên thì với những cái nét điểm xuyết này thì chúng ta cũng đã biết được rằng là cuộc sống ở Sapa thì cứ nhẹ nhàng, lặng lẽ như thế thôi, không hề đông đúc. Tuy nhiên thì đó lại là một cái nơi mà khiến cho chúng ta cảm thấy yên ả và thanh bình, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có này, cái bức tranh thiên nhiên ở đây được tác giả miêu tả bằng một vài nét điểm xuyết thôi. Tuy nhiên thì chúng ta lại cảm nhận được, giúp chúng ta có thể cảm nhận được này. Bức tranh thiên nhiên ở Sapa. Bức tranh thiên nhiên thì đẹp đẽ này, lung linh này. Tất nhiên là cái bức tranh thiên nhiên tươi đẹp lung linh này thì còn giúp cho chúng ta thấy được cái nét yên ả thanh bình của thành phố này nữa. Vì vậy nên là với những cái điều này thì các bạn hãy chú ý khi mà chúng ta phân tích tác phẩm này, thì các bạn hãy đặc biệt chú ý đến cảnh sắc thiên nhiên của Sapa để các bạn có thể biết được rằng là đối ngược với cái sự lặng lẽ, cái sự nhẹ nhàng của cảnh sắc thiên nhiên này là cái cuộc sống lao động của con người như thế nào nhé. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn phần 3 nhỏ, đó là vẻ đẹp của con người lên đây. Chúng ta hãy cùng chuyển sang phần tiếp theo nhé, đó là 3 nhỏ. Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu cái nội dung quan trọng nhất ở trong bài học ngày hôm nay, đó chính là vẻ đẹp của những con người ở Sapa. Các bạn chú ý một chút này, ở trong phần này thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về vẻ đẹp của anh thanh niên này, của cô kỹ sư, ông họa sĩ và tìm hiểu về vẻ đẹp của các nhân vật khác nữa. Các nhân vật khác ở đây thì chúng ta sẽ có bác lái xe này, hoặc là chúng ta sẽ có một số các nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện của anh thanh niên. Mặc dù họ đều là những cái nhân vật không xuất hiện trực tiếp ở trong tác phẩm này, tuy nhiên thì chúng ta thấy được rằng là khi nhắc đến họ thì anh thanh niên dành cho họ một sự ngưỡng mộ, một sự trân trọng. Và chính cái thái độ đó khiến cho chúng ta không thể nào mà không nhắc đến họ, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên A nhỏ. Cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về nhân vật anh thanh niên, nhân vật chính ở trong chuyện này nhé. Chúng ta sẽ có phần A nhỏ này, nhân vật anh thanh niên này. Khi mà tìm hiểu về nhân vật anh thanh niên thì chúng ta sẽ có hai điều chính cần phải chú ý tới. Đầu tiên, các bạn cần phải lưu tâm đến hoàn cảnh sống và làm việc khá là đặc biệt của anh. Thứ hai là chúng ta có thể thấy được cái vẻ đẹp trong những cái nét tính cách, trong cái tâm hồn của anh thanh niên. Tuy nhiên, trước khi mà tìm hiểu về những điều này thì chúng ta sẽ cùng chú ý một chút đến cách mà tác giả giới thiệu về anh thanh niên nhé. Chúng ta sẽ chú ý đến cách giới thiệu về anh thanh niên này. Ở trong bài này ấy, thì chúng ta không thấy tác giả giới thiệu một cách trực tiếp về anh thanh niên, mà chúng ta lại thấy được anh được thể hiện qua cái giọng kể của bác lái xe. Khi mà bác lái xe kể với mọi người rằng là chúng ta vừa qua Sapa rồi, bác không nhận ra ư. Khi mà bác lái xe trò chuyện với tất cả mọi người ở trên chuyến xe thì bác lái xe có nói rằng là thế thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người một nhân vật, đó là nhân vật anh thanh niên. Và khi mà giới thiệu về anh thanh niên này thì bác lái xe lại dành cho anh thanh niên này khá là nhiều những cái lời ưu ái. Ví dụ này, chúng ta có
một anh thanh niên 27 tuổi, đây là đỉnh Yên Sơn, cao 2.600m. Anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Cách đây 4 năm, có hôm tôi cũng đang đi như thế này, bất chợt thấy một khúc cây to chắn ngang giữa đường phải hãm lại. Có một anh thanh niên ở đâu chạy đến, hè với tôi và khách. Anh ta đẩy cái khúc cây qua một bên cho xe đi. Nhưng mà khi được hỏi về việc là ai ở đây đã đẩy cái khúc cây ra đường như thế, thì anh ta chỉ đỏ mặt. Thì ra anh ta mới lên đây nhận việc, sống một mình ở trên đỉnh núi, bốn bề là cây cỏ, mây mù lạnh lẽo, chưa quen, thèm người quá nên anh ta đã kiếm kế để dừng xe lại để được gặp mọi người. Chỉ cần được trông và nhìn, được nói chuyện với mọi người một lát thôi. Và ngay sau khi mà có cái lời giới thiệu như thế này về anh thanh niên thì anh thanh niên đã xuất hiện, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý một chút, đó là tác giả đã đưa đến với chúng ta những cái thông tin về anh thanh niên nhé. Chúng ta có được những cái thông tin về anh thanh niên qua cái cách kể của bác lái xe. Và cái cách kể này thì đưa đến cho chúng ta thông tin về công việc này, về địa điểm làm việc và những cái ấn tượng ban đầu của bác lái xe về anh thanh niên này, đúng không? Những lời xúc động, những cái lời giới thiệu này của bác lái xe thì lại khiến cho ông họa sĩ là xúc động. Và ông ấy cảm thấy được rằng là có một cái điều gì đó thôi thúc ông muốn, khiến ông tò mò, khiến ông muốn tìm hiểu về chàng trai này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh thanh niên với ông họa sĩ già, với cô kỹ sư. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy được rằng là anh thanh niên trở xuống thì đã mang theo một cái túi tam thất để đưa cho bác lái xe, đúng không? Chúng ta sẽ thấy này, những cái thông tin về anh thanh niên được bác lái xe đưa ra thì có vẻ như là không gây ấn tượng nhiều lắm đối với chúng ta. Tuy nhiên thì cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý nhất đó chính là phần giới thiệu này thì lại đưa đến cho chúng ta một cái khái niệm khá là mới, đó là khái niệm thèm người của anh thanh niên, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có cái việc đó chính là anh thanh niên mới lên nhận công tác khí tượng ở trên đỉnh núi này. Bởi vì bốn bề bao quanh đều là cây cỏ, hoa lá, mây mù nên là anh ta cảm thấy nhớ mọi người, cảm thấy thèm người quá và muốn được gặp, muốn được trông thấy mọi người và trò chuyện với mọi người một lát thôi. Vì vậy nên là sau cái buổi gặp gỡ đó thì bác lái xe đã tạo điều kiện cứ đi đến cái phần đường đó là sẽ dừng lại để cho mọi người có thể nghỉ chân và để anh thanh niên có thể xuống trò chuyện với mọi người. Thế nhờ, vì vậy nên là cái phần giới thiệu này thì đã đưa đến cho chúng ta một số cái thông tin khiến cho chúng ta cũng giống như ông họa sĩ bị tò mò về nhân vật này, muốn tìm hiểu về nhân vật này. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần đầu tiên nhé. Đó chính là chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh sống cũng như là cái hoàn cảnh làm việc của anh thanh niên này. Chúng ta sẽ có hoàn cảnh sống này. Cái phần hoàn cảnh sống này thì không được anh thanh niên đưa ra, mà chúng ta sẽ tiếp nhận cái thông tin này là cái thông tin được nói từ bác lái xe này. Chúng ta sẽ có anh thanh niên 27 tuổi. Và công việc của anh ta đó chính là làm công tác khí tượng, đúng không? Công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu. Và đặc biệt là cái công việc của anh thanh niên này thì lại khiến cho anh ta có một cái hoàn cảnh sống, đó chính là đỉnh núi Yên Sơn này. Yên Sơn cao đến 2.600m. Và có một cái từ mà bác lái xe đã nói về cái hoàn cảnh sống của anh thanh niên, đó chính là bốn bề chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo, đúng không? Chỉ có cây cỏ. Cây cỏ và mây mù lạnh lẽo. Rõ ràng là với cái cuộc sống, với cái việc là phải lao động, phải làm việc ở trong một cái hoàn cảnh, một khung cảnh như thế này thì rõ ràng là anh thanh niên khó có điều kiện để tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy nên là anh ta bị mắc cái bệnh thèm người.
Và chúng ta sẽ thấy được rằng là anh thanh niên thì luôn luôn muốn được gặp gỡ với mọi người này, được nhìn và được trò chuyện với mọi người thôi. Và cái mong muốn này của anh thì đã được bác lái xe giúp đỡ không nhá. Chúng ta sẽ có nhá, một cái nhận xét về hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên. Rõ ràng là phải sống ở trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2.600m, phải chịu đựng cái cuộc sống đó là nhiệt độ thì rất là thấp này, độ ẩm cao này, vì vậy nên là đây là một cái hoàn cảnh sống khá là khắc nghiệt đúng không? Tuy nhiên thì lát nữa chúng ta sẽ thấy được rằng là anh ấy đã khắc phục cái hoàn cảnh sống của mình như thế nào. Trước tiên thì chúng ta sẽ chỉ cần là nhận xét thôi. Chúng ta sẽ nhận xét về đây là một cái hoàn cảnh sống khá là khắc nghiệt. Khá khắc nghiệt. Và rõ ràng là anh thanh niên ở đây thì phải có một cái tình yêu nghề này, có cái sự, có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình thì mới có thể tiếp tục, có thể là gắn bó lâu dài với công việc này đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy này, cái hoàn cảnh sống mặc dù là khắc nghiệt như vậy, tuy nhiên thì cái công việc của anh thanh niên ấy lại không hề đơn giản nhé. Chúng ta sẽ có công việc này. Sách giáo khoa ở trong phần trang 182, 183 thì có đưa đến với các bạn thông tin rồi. Và các bạn hãy chú ý này, đọc thật kỹ thông tin ở trong phần này để chúng ta có thể đưa ra được những cái nét chính trong công việc của anh thanh niên nhé. Anh thanh niên có tự kể về công việc của mình là gì nhỉ? Cháu ở đây có nhiệm vụ là đo gió, đo mưa, đo nắng. Và đối với miền Bắc nước ta thì cái nhiệm vụ này cũng khá là quan trọng đúng không nhỉ? Nhiệm vụ của anh còn là tính mây này, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày để phục vụ cho sản xuất và phục vụ chiến đấu. Và cùng với việc là giới thiệu về cái công việc của mình thì anh thanh niên đã giới thiệu với bác họa sĩ và cô kỹ sư những cái máy móc để có thể thực hiện cái công việc này. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần phải chú ý đến, đó chính là cái công việc của anh thanh niên thì yêu cầu cái độ chính xác rất là cao. Và một ngày thì anh ta có đến 6 giờ ốp cơ. Những cái giờ ốp này yêu cầu là phải khuôn khổ, phải chính xác. Ngay cả nửa đêm đang nằm trong chăn thì nghe tiếng chuông đồng hồ cũng phải bật dậy mà đi xách đèn ra vườn giữa gió tuyết và lặng im ở bên ngoài, ra vườn để thực hiện những cái công việc thường ngày của mình. Vậy chúng ta sẽ có công việc của anh thanh niên đó là đo nắng này, đo nắng, đo gió, đo mưa. Và cái mục đích của công việc này đó chính là dự báo thời tiết này. Dự báo thời tiết để phục vụ cho sản xuất và chiến đấu đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng có được một cái kết luận cuối cùng về hoàn cảnh sống và cái công việc của anh thanh niên nhé. Rõ ràng là các bạn thấy được rằng qua lời nói của anh thanh niên, anh ta kể về công việc của mình rất đơn giản, chỉ có cái công việc là đo nắng, đo gió như thế này để phục vụ sản xuất và chiến đấu thôi. Tuy nhiên, công việc này thì yêu cầu một độ chính xác cao, một cái sự tuần tự ở trong công việc, đặc biệt là rõ ràng một ngày có đến 6 giờ ốp. Và việc của anh thanh niên đó là bất kể thời tiết như thế nào đều phải có được những cái số liệu thật là cụ thể, thật là chính xác về những cái hiện tượng tự nhiên như thế này. Vì vậy nên là các bạn hãy chú ý, đó chính là chính cái hoàn cảnh sống, chính cái công việc như thế này thì khiến cho anh thanh niên phải sống và phải làm việc trong một cái hoàn cảnh lẻ loi, cô đơn. Và đó chính là lý do khiến cho anh thanh niên bị mắc bệnh thèm người. Và đó cũng chính là lý do để khiến cho anh thanh niên có thể đưa đến cho mình một cái cuộc sống khoa học hơn. Và có thể là tiếp xúc với mọi người qua những cái chuyến xe nhiều hơn đúng không? Chúng ta sẽ có này. Ở đây thì anh thanh niên dường như là lẻ loi này, cô đơn này, thèm người này. Tuy nhiên chính cái sự lẻ loi này thì đã khiến cho anh có được cái sáng kiến để khắc phục cái sự lẻ loi đó. Thì tiếp theo ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chú ý đến cái vẻ đẹp trong cách sống này, trong nét tính cách của anh thanh niên, để xem rằng là với cái hoàn cảnh sống và làm việc như thế này thì anh ấy sẽ sống một cuộc sống như thế nào nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục với việc là tìm hiểu về vẻ đẹp trong tính cách của anh thanh niên nhé.
Vẻ đẹp trong tính cách của anh thanh niên. Ở phần trên thì cô vừa hướng dẫn thì các bạn có thể phân tích được về hoàn cảnh sống này, về cái công việc của anh thanh niên. Thì vậy thì điều đầu tiên chúng ta cần phải chú ý trong cái nét đẹp, trong cái tính cách của anh thanh niên, đó chính là anh thanh niên là một người rất là có tinh thần trách nhiệm với công việc nhé. Có tinh thần này. Có tinh thần trách nhiệm. Với công việc. Mà chúng ta có thể thể hiện, có thể khẳng định ở đây anh thanh niên là một người rất là yêu nghề. Chúng ta sẽ cùng chú ý xem rằng là anh thanh niên thì yêu nghề như thế nào, những cái chi tiết nào thì đã thể hiện cái sự yêu nghề của anh ấy nhé. Đầu tiên các bạn sẽ thấy này, anh thanh niên rất hiểu về công việc của mình. Anh thanh niên hiểu về công việc của mình. Anh ấy kể với ông họa sĩ và cô kỹ sư như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ có này. Nửa đêm trong chăn, nghe tiếng chuông đồng hồ thì chỉ muốn tắt đi. Nhưng mà chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão dù đã vặn to đến thế nào thì cũng không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài, như chỉ trực đợi chúng ta là ào ào xô tới, đúng nhỉ? Như vậy là cái hoàn cảnh sống của anh rất là khắc nghiệt, tuy nhiên thì anh ấy luôn luôn chú ý đến 6 giờ ốp của mình và anh ấy luôn luôn cố gắng là đo nắng, đo gió, đo mưa, đo bão tuyết ở đây thật là cụ thể và chính xác. Vậy thì chúng ta sẽ có điều đầu tiên, đó chính là anh thanh niên thì rất là hiểu về công việc của mình và anh ấy biết được rằng là cái công việc này này, cái công việc này thì có liên quan, có phục vụ cho lao động và sản xuất rất là nhiều. Công việc có liên quan đến lao động sản xuất và cả chiến đấu nữa, và chiến đấu. Chính vì là hiểu cái công việc của mình như vậy, hiểu được cái tầm quan trọng, ý nghĩa của công việc như vậy, nên là anh thanh niên luôn luôn cố gắng thể hiện cái tinh thần trách nhiệm với công việc của mình. Đặc biệt chúng ta chú ý đó là anh thanh niên rất tự giác. Rõ ràng là sống một mình ở trên đỉnh núi Kiên Sơn cao đến 2.600 m, không có ai tới, cuộc sống một mình lẻ loi. Tuy nhiên thì anh thanh niên lại tự giác đến nỗi đó chính là anh luôn luôn nghĩ, anh luôn luôn biết được rằng là những cái số liệu mà anh đem đến thì sẽ giúp ích một phần cho lao động sản xuất, cho chiến đấu của các chiến sĩ. Vì vậy nên là anh luôn luôn cố gắng thực hiện tốt công việc của mình. Không có một ai giám sát, không gặp gỡ một ai ở trên đỉnh núi này. Tuy nhiên thì cái công việc của anh thì luôn luôn được hoàn thành. Công việc luôn được hoàn thành này. Bên cạnh việc hiểu, bên cạnh việc tự giác làm việc thì qua cái cách trò chuyện của anh thanh niên chúng ta biết được rằng là anh ấy có một cái lòng yêu công việc của mình đến thế nào, đúng nhỉ? Các bạn sẽ thấy được cái tình yêu công việc của mình của anh thanh niên qua một số những cái chi tiết ở trong sách giáo khoa nhé. Ví dụ như là trong 185 này, thì khi mà trò chuyện với ông họa sĩ, anh thanh niên có kể rằng là hồi mà chưa vào nghề, khi mà nghĩ đến bầu trời đêm đen kịt này, nhìn kỹ mới thấy một ngôi sao xa, thì anh thanh niên nghĩ rằng là thế thì bản thân mình cũng sẽ lẻ loi như cái ngôi sao đó. Tuy nhiên thì khi mà làm nghề rồi ấy, thì anh ấy lại không nghĩ như vậy nữa. Anh ấy nói rằng là khi ta làm việc thì ta với công việc là đôi, làm sao có thể gọi là một mình được. Huống chi việc của anh ấy là gắn liền với bao anh em, đồng chí ở dưới kia. Công việc mặc dù là gian khổ, thế nhưng nếu cất nó đi thì anh ấy buồn đến chết mất, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ thấy anh ấy yêu công việc đến nỗi đó là nếu cất nó đi thì sẽ buồn đến chết mất. Sẽ buồn đến chết mất. Như vậy là sau khi mà chúng ta phân tích về cái tinh thần trách nhiệm với công việc của anh thanh niên, khi mà chúng ta thấy được rằng là anh ấy không chỉ hiểu, không chỉ tự giác làm công việc của mình mà còn yêu công việc của mình nữa, thì chúng ta mới thấy được rằng là tấm gương của anh thanh niên thì rất là đáng để cảm mến, đúng không?
anh thanh niên này, cái tinh thần với công việc của anh thanh niên thì giống như là một tấm gương, xứng đáng, thực sự xứng đáng là một tấm gương về công việc, khiến cho chúng ta cần phải noi theo, đúng không? Chúng ta cảm phục này và cần noi theo. Sau những cái tâm sự của anh thanh niên về công việc, anh ấy chỉ lặng đi một chút thôi mà ba họa sĩ đã nhắc thêm là cậu nói tiếp đi. Rõ ràng là cái tinh thần, cái sự say mê yêu công việc của mình của anh thanh niên thì đã khiến cho ông họa sĩ cảm thấy rất là chăm chú và ông ấy cảm thấy rất là hào hứng trước những cái nội dung đó, đúng không? Những cái điều anh thanh niên mang đến cho bác họa sĩ cũng giống như là chúng ta cảm thấy rất là tò mò và cảm thấy rất là hào hứng nữa. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được phần tiếp theo. Anh thanh niên không chỉ là có tinh thần trách nhiệm với công việc đâu, mà anh còn là một người biết tạo ra cho mình một cái cuộc sống văn minh và khoa học nữa. Chúng ta sẽ có này, đó là anh thanh niên biết tạo ra cuộc sống văn minh cho mình. Cuộc sống văn minh và khoa học. À, thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây này, anh thanh niên thì sống một mình này, anh ấy tự giác làm việc mặc dù là không có ai kiểm tra hàng ngày cả. Tuy nhiên thì anh ấy dường như đang tự đốc thúc công việc của mình bằng chính tình yêu nghề. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có anh ấy tạo nên một cái cuộc sống văn minh và khoa học cho mình. Đầu tiên, khi mà thấy anh ta chạy trước lên nhà thì ông họa sĩ đã có cái tư tưởng là, có cái suy nghĩ là liệu rằng có phải là khách đến nhà chơi quá bất ngờ nên là anh ấy chưa kịp gấp chăn chẳng hạn. Tuy nhiên thì khác hẳn hoàn toàn với suy nghĩ, với cái phán đoán của ông họa sĩ, thì chúng ta sẽ thấy được cái cuộc sống của anh thanh niên như thế nào nhỉ? Các bạn hãy chú ý nhé. Ngôi nhà của anh thanh niên thì vô cùng là gọn gàng này. Và điều mà khiến cho cô kỹ sư trong cái cuộc gặp gỡ này phải ô lên một tiếng đầy bất ngờ, đó chính là khi mà đi trên một cái chuyến xe gần 2 ngày qua ngót gần 400 cây số đường dài từ Hà Nội lên đây, thì cô ấy đã có một cái sự bất ngờ, một sự ngạc nhiên và vô cùng là vui sướng, cảm thấy thích thú khi mà nhìn thấy ngôi nhà của anh thanh niên với khu vườn ở trước nhà đầy những màu sắc của hoa thực dược vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong ngay dưới kia là mùa hè. Tuy nhiên thì cô gái lại thấy một điều đặc biệt nữa là anh thanh niên này thì còn đang cắt hoa nữa. Chúng ta sẽ có này, anh thanh niên thì sống rất là gọn gàng này, anh ấy nghiêm túc với cái cuộc sống của mình này, và anh ta còn biết tự tạo niềm vui cho mình nữa. Không chỉ là biết trồng cây, biết chăm lo cho mình một cái cuộc sống gọn gàng này, trồng hoa trước nhà này, mà anh thanh niên còn nuôi gà này. Anh thanh niên nuôi gà này, trồng củ tam thất này, và anh thanh niên còn đọc sách nữa. Ngay ở trong những chi tiết đầu của câu chuyện, khi mà xuống gặp gỡ với mọi người thì bác lái xe có gửi cho anh thanh niên những cái cuốn sách. Và các bạn thấy được rằng là với một người này yêu công việc này, có một cái lòng nhiệt thành với công việc, có cái tình yêu đam mê của tuổi trẻ với công việc mà lại còn ham đọc sách nữa, thì rõ ràng là anh thanh niên là một người có cái vẻ đẹp tâm hồn khiến cho chúng ta rất cảm phục, đúng không? Các bạn hãy chú ý đó là ngoài việc là có một cuộc sống gọn gàng này, nghiêm túc này, tự tạo niềm vui cho mình, thì anh thanh niên còn có thể là nuôi gà này, trồng hoa này, hoặc là trồng củ tam thất này. Anh ấy còn có những cái củ tam thất để biếu cho vợ của bác lái xe, có làm trứng để làm quà và có thể cắt những cái bông hoa rất là tươi đẹp ở trước nhà để gửi tặng cho cô kỹ sư nữa. Vì vậy nên là chúng ta thấy được là cuộc sống của anh thanh niên ở đây thì không hề cô đơn, mà cuộc sống của anh ấy thì vô cùng là văn minh, khoa học và rất là đẹp đẽ, đúng không? Các bạn hãy đưa ra một cái kết luận nho nhỏ trong phần này nhé. Đó chính là cuộc sống của anh thanh niên không hề cô đơn, không hề lẻ loi mà rất là khoa học, văn minh. Và cái cuộc sống mà anh ấy đang tự tạo ra cho mình thì rất là nhiều niềm vui.
Chúng ta sẽ tiếp tục với những cái nét phẩm chất rất là đáng quý của anh thanh niên, đó chính là anh thanh niên là một người cởi mở này, vui tính và có lòng hiếu khách. Cởi mở, vui tính và có lòng hiếu khách. Rõ ràng là các bạn sẽ có một cái suy nghĩ giống như cô vậy. Cô nghĩ rằng là nếu như sống ở trong một cái môi trường mà không được gặp gỡ với mọi người như vậy, hoặc là ở trên đỉnh núi cao, lẻ loi như vậy, thì con người sẽ rất là dễ thu mình vào trong sự cô đơn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được ở đây, anh thanh niên là một người rất cởi mở, vui tính và có lòng hiếu khách. Những cái nét tính cách này thì được thể hiện qua một số những cái chi tiết ở trong bài các bạn cần phải chú ý nhé. Ví dụ này, anh ấy rất là hồ hởi khi mà có người đến chơi đúng không? Anh ấy vui cuống cuồng khi mà có khách đến nhà chơi. Chúng ta sẽ thấy này, vui cuống cuồng. Vui cuống cuồng khi có khách đến chơi này. Khi có khách đến chơi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái tâm trạng của anh thanh niên, cái sự cởi mở, vui tính của anh thanh niên thì được thể hiện qua cái cách, những cái cử chỉ thân mật của anh thanh niên đối với ông họa sĩ và cô kỹ sư nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy với ông họa sĩ này thì anh pha trà mời khách này. Pha trà mời khách. Còn với cô kỹ sư thì sao nhỉ? Cô kỹ sư khi mà còn đang rất là bàng hoàng, rất là ngạc nhiên trước vườn hoa tươi đẹp của anh, thì chúng ta sẽ thấy này, anh con trai rất tự nhiên như một người bạn đã quen thân, trao bó hoa đã cắt cho người con gái và cũng rất tự nhiên cô đỡ lấy đúng không? Chúng ta sẽ thấy này, tặng hoa cho cô kỹ sư. Nhưng mà tặng hoa cho cô kỹ sư thì anh ấy còn nói rằng là tôi cắt thêm mấy cành nữa, rồi cô muốn lấy bao nhiêu nữa thì tùy ý. Cô cứ cắt một bó rõ to vào, hoặc là nếu cô có thích thì cô có thể cắt hết đúng không? Như vậy là chúng ta lại thấy là việc mà tặng hoa cho cô kỹ sư này, việc mà pha trà mời khách đến và cái sự vui cuống cuồng của anh thanh niên thì đã tỏ rõ cái lòng hiếu khách của anh ấy. Đồng thời thì khi mà có khách đến thăm nhà thì anh thanh niên đã có một cái cuộc trò chuyện vô cùng là thân mật, cởi mở với mọi người khi chia sẻ về công việc này, chia sẻ về những cái lý tưởng trong công việc, trong cuộc sống và những điều mà anh đã làm được. Anh ấy còn kể cho ông họa sĩ và cô kỹ sư nghe về việc là trước đây thì anh ấy đã từng tị nạnh với bố của anh ấy. Tuy nhiên thì khi mà biết bố của anh ấy lập công và khi biết được rằng là cái công việc đo gió đo mưa của anh ấy giúp các chiến sĩ ở miền khác có thể là tìm ra một đám mây khô và chiến thắng, thì anh ấy nghĩ rằng là anh và bố của anh ấy đang hòa rồi. Vì vậy nên chúng ta thấy được rằng là anh luôn luôn có cái sự hiếu khách, cởi mở và vui tính, và chính cái điều này thì khiến cho các vị khách đến cảm thấy rất là vui vẻ, thoải mái, đồng thời thì cảm thấy rất là lưu luyến đúng không? Chúng ta hãy chú ý một chút đến tâm trạng của những vị khách và cả chính anh thanh niên khi mà chia tay nữa. Anh thanh niên thì cảm thấy lưu luyến, cảm thấy cảm động đến nỗi là quay mặt đi này và không dám tiễn khách ra xe. Chúng ta hãy chú ý đến cái chi tiết đó là quay mặt đi. Quay mặt đi này và không tiễn khách. Mặc dù là anh thanh niên chưa đến giờ ốp đâu, tuy nhiên thì anh lại không tiễn khách ra xe bởi vì là anh sợ rằng khi mà tiễn khách xuống xe thì anh ấy sẽ có một cái sự lưu luyến bịn dịn với những người khách của mình chẳng hạn. Như vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái sự cởi mở này, vui tính và lòng hiếu khách của anh thanh niên thì đã được thể hiện ở trong tác phẩm này khá là rõ ràng đúng không? Thì chúng ta hãy có một cái nhận xét nho nhỏ ở trong phần này nhé. Đó chính là tất cả những cái điều này thì đã chứng tỏ anh thanh niên là là một người này có tấm lòng hiếu khách này, và đặc biệt là cảm nhận được cái sự chân thành đối với mọi người của anh thanh niên nhé. Chúng ta sẽ thấy này, anh thanh niên có lòng hiếu khách này, cởi mở này và cũng rất là chân thành. Khi mà
chúng ta xem được những cái chi tiết này, đặc biệt là ở đoạn cuối khi mà chúng ta thấy được cái sự chân thành của anh thanh niên khi không dám tiễn khách ra về, quay mặt đi trước cái sự bịn dịn lưu luyến của ông họa sĩ và cô kỹ sư, thì chúng ta có thể hiểu được thêm phần nào về vẻ đẹp tâm hồn của anh, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta hãy chú ý hơn nữa đến cái sự chân thành, cái sự thành thật và đặc biệt là sự khiêm tốn của anh thanh niên nhé. Thành thật và khiêm tốn. Các bạn thấy được rằng là cô kỹ sư thì cảm thấy vô cùng là xúc động, có một cái sự xao xuyến kỳ lạ đối với anh thanh niên này. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy được những cái sự cảm động của nhân vật ông họa sĩ đối với anh thanh niên. Ông ấy muốn vẽ chân dung anh thanh niên này, tuy nhiên chúng ta thấy được rằng là anh thanh niên từ chối nhé. Anh ấy từ chối. Từ chối không để ông họa sĩ vẽ mình. Và một cái điều mà chúng ta cảm thấy là anh ấy thành thật và khiêm tốn hơn rất là nhiều nữa, đó chính là anh ấy giới thiệu. Giới thiệu. Anh giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kỹ sư biết về những cái tấm gương mà đáng vẽ hơn mình. Và sau đó thì anh đã kể về ông kỹ sư vườn rau này, anh kỹ sư nghiên cứu bản đồ xét này. Với những cái tấm gương như vậy thì anh thanh niên nghĩ rằng là cái công việc của mình chưa là gì so với họ cả. Họ đã có sự hy sinh đến 11 năm. Tất cả những cái sự hy sinh đó chỉ vì là muốn có được một cái cuộc sống tươi đẹp hơn với mọi người. Vì vậy nên là cái sự từ chối và giới thiệu những cái tấm gương lao động khác từ anh thanh niên đã khiến cho chúng ta thấy được ở anh thanh niên, đúng không? Tinh thần này, sự thành thật và khiêm tốn. Chính sự thành thật và khiêm tốn này thì đã giúp cho chúng ta thấy được rõ ràng hơn, cụ thể hơn vẻ đẹp trong tâm hồn của anh thanh niên, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đó là cô đã đưa đến với các bạn bốn cái nét tính cách tiêu biểu, nét tính cách nổi bật trong cái vẻ đẹp tâm hồn của anh thanh niên. Thì các bạn hãy chú ý đến những cái nét này để khi mà chúng ta có một cái bài phân tích về nhân vật anh thanh niên chẳng hạn, thì đây sẽ là những cái luận điểm lớn để các bạn có thể phân tích về nhân vật. Đồng thời thì cái việc tìm hiểu về tác phẩm của chúng ta sẽ khoa học hơn, rành mạch hơn nhé. Tiếp theo thì chúng ta có này, phần 3 chúng ta đang nói về vẻ đẹp của con người. Chúng ta đang nói được về anh thanh niên rồi. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể phân tích phần tiếp theo. Phần B nhỏ nhé, chúng ta sẽ chú ý đến nhân vật ông họa sĩ này. Chúng ta có phần B nhỏ ông họa sĩ. Ông họa sĩ là một nhân vật phụ ở trong tác phẩm này thôi. Tuy nhiên, ông ấy cũng góp mặt vào trong cuộc gặp gỡ và trò chuyện với anh thanh niên, với cô kỹ sư. Vì vậy nên là chúng ta hãy cùng chú ý đến nhân vật này ở hai điều. Điều thứ nhất đó là cái sự rung động của nhân vật ông họa sĩ này với cuộc sống, với con người. Và điều thứ hai đó là cái tấm lòng của ông với chính công việc của mình nhé. Các bạn cần chú ý một chút ở nhân vật ông họa sĩ, đó chính là cái sự tinh tế. Sự tinh tế của một người nghệ sĩ. Ngay từ đầu thì chúng ta đã có một cái bức tranh thiên nhiên vô cùng là lung linh và tươi đẹp ở Sapa được tác giả vẽ nên, đúng không? Chúng ta thấy những bông hoa tử kinh này, những cây thông lùn này, hoặc là ánh nắng, hoặc là những cái đám mây được miêu tả qua sự tinh tế của tâm hồn của ông họa sĩ. Vì vậy nên chúng ta sẽ thấy sự tinh tế của ông họa sĩ còn được thể hiện qua việc là cảm nhận rất là rõ ràng, rất là cụ thể về vẻ đẹp tâm hồn của anh thanh niên nữa. Rõ ràng là với một nửa đời người đã đi tìm, đã đi thể hiện lại những cái vẻ đẹp của con người và cuộc sống, thì ông đã nhìn ra vẻ đẹp của Sapa và đặc biệt là nhìn ra vẻ đẹp tâm hồn sâu lắng ở trong nhân vật anh thanh niên nữa. Chúng ta sẽ có này, ông ấy đã tìm ra vẻ đẹp của thiên nhiên và vẻ đẹp của tâm hồn con người nữa. Tuy nhiên chúng ta có một điều mà cần phải chú ý ở trong bài này, đó là ông họa sĩ thì dường như cảm thấy dường như là ngòi bút của mình thì bất lực. Bất lực trước vẻ đẹp của anh thanh niên. Trước vẻ đẹp tâm hồn của anh thanh niên. Ông ấy nghĩ làm gì nhỉ?
Ông ấy nghĩ đến một điều đó chính là nếu như bây giờ ông ấy vẽ pháp chân dung của anh thanh niên lên giấy thì những cái hình hài ở trên giấy chỉ thể hiện được một phần thôi, còn vẻ đẹp tâm hồn của anh thanh niên thì ngòi bút của ông ấy không thể diễn tả nổi. Vì vậy nên là chúng ta thấy được rằng ở đây khi mà ông họa sĩ có cái sự bất lực khi mà ngòi bút của mình không thể thể hiện được vẻ đẹp của tâm hồn của anh thanh niên, nghĩa là ông ấy luôn luôn có một cái sự cầu thị, một cái sự cầu toàn ở trong công việc của mình, luôn luôn mong muốn mang đến những cái tác phẩm đẹp nhất cho cuộc đời, cho mọi người. Vì vậy nên là rõ ràng cái thái độ trước nghề nghiệp, trước công việc của ông họa sĩ được thể hiện ở đây rất là rõ, đúng không? Chúng ta thấy thái độ nghiêm túc này, nghiêm túc và cầu thị trong công việc của ông họa sĩ. Người ta có thể nghĩ được rằng là họa sĩ này, những cái người nghệ sĩ thì có một cái tâm trạng với công việc đó là làm việc theo cảm hứng thôi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy được ở đây là ông họa sĩ ở đây thì lại có một cái thái độ rất là nghiêm túc, cầu thị trong công việc. Đặc biệt là ông ấy luôn luôn mong muốn tìm kiếm những vẻ đẹp ở trong cuộc sống và thể hiện được những điều đó, đúng không? Chính vì vậy mà ông mới đưa ra đề nghị là vẽ lại chân dung của anh thanh niên. Tuy nhiên thì lại bị anh từ chối. Tiếp theo thì chúng ta hãy chú ý, sau khi mà các bạn đưa ra được những cái nội dung như thế này về ông họa sĩ thì các bạn hãy chú ý đưa đến một cái kết luận, một cái nhận xét nho nhỏ nhé. Đó chính là chúng ta thấy ông họa sĩ là một nhân vật như thế nào nhỉ? Ông họa sĩ thì sẽ là một người tinh tế này, là một người có cái sự dung cảm trước thiên nhiên, dung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. Đồng thời thì cũng là một người rất là cầu thị, rất là nghiêm túc trong công việc của chính mình, đúng không? Các bạn hãy chú ý đưa ra nhận xét ở trong phần này đối với nhân vật ông họa sĩ nhé. Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các bạn chuyển sang phần C nhỏ, đó là tìm hiểu về nhân vật cô kỹ sư này. Cũng như nhân vật ông họa sĩ thôi thì cô kỹ sư là một người rất là may mắn được gặp gỡ anh thanh niên ở trong một cái cuộc dừng chân ở trên chuyến xe chỉ trong vòng có 30 phút thôi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy được một cái tư tưởng mới, một cái sự nảy nở trong tâm hồn của cô nghệ sĩ. Chúng ta sẽ thấy được rằng là cô kỹ sư ở trong trường hợp này là một cô gái trẻ ở Hà Nội. Tuy nhiên thì cô ấy đã quyết định dứt bỏ cái mối tình nhạt nhẽo của mình và quyết định rời Hà Nội, quyết định từ bỏ công việc mà mình đang làm để lên vùng cao công tác. Tuy nhiên thì trong cái chuyến đi đó cô vẫn có một cái sự lăn tăn, chưa có được một cái sự dứt khoát trong cái quyết định của mình. Cô vẫn đang có một cái sự lăn tăn rằng là không biết quyết định của mình có phải là đúng hay không. Tuy nhiên thì khi gặp gỡ với anh thanh niên thì cô kỹ sư đã học hỏi này và đã suy nghĩ ra được rất nhiều điều. Đầu tiên thì chúng ta hãy suy nghĩ về cô kỹ sư, đó chính là người đã dứt khoát này, từ bỏ công việc và mối tình đầu nhạt nhẽo. Các bạn chú ý một chút, đó là khi mà người ta còn trẻ thì người ta luôn luôn muốn tìm hiểu những cái điều mới, muốn khẳng định, muốn thể hiện bản thân và đặc biệt là tìm một cái hướng đi đúng cho cuộc đời của mình. Vì vậy nên là cô kỹ sư ở đây thì đã có một cái sự dứt khoát này, từ bỏ công việc và mối tình đầu nhạt nhẽo của mình để đi lên vùng cao. Và dường như khi mà gặp gỡ với anh thanh niên thì cô ấy nhận ra rằng là cái quyết định của cô ấy đang là đúng đắn. Cô ấy có thêm những cái suy nghĩ về công việc, về cách làm việc của con người ở trong cuộc sống, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cô kỹ sư này là một người rất là giàu tình cảm nhé. Giàu tình cảm. Các bạn sẽ thấy một cái điều đó chính là khi mà gặp gỡ với anh thanh niên thì cô cảm thấy rất là hào hứng lắng nghe câu chuyện của anh thanh niên này. Khi được nhận bó hoa từ anh thanh niên thì cô cảm thấy rất là vui mừng này, hạnh phúc này. Và đặc biệt chúng ta cùng chú ý một chi tiết, đó chính là khi mà biết được rằng là thời gian gặp gỡ trò chuyện với anh thanh niên không còn nhiều nữa thì cô kỹ sư lại cố tình để lại một chiếc khăn tay ở trong kẹp giữa trang sách của anh thanh niên. Tuy nhiên hơi đáng tiếc một chút, đó là anh thanh niên thì lại dường như không hiểu ý của cô kỹ sư. Anh ấy đã trả lại chiếc khăn tay trong cái sự ngại ngùng e thẹn của cô gái, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy chú ý đó là nhân vật cô kỹ sư này là một người khá là giàu tình cảm và cởi mở
yêu quý mọi người. Như vậy là sau khi mà tìm hiểu, sau khi mà chỉ ra một số những cái nét nổi bật trong vẻ đẹp của cô kỹ sư, vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của cô kỹ sư, thì các bạn hãy đưa ra một số những cái phần nhận xét cuối cùng nhé. Các bạn hãy chú ý ở đây cô đã đưa đến với các bạn hai cái luận điểm chính, và hai cái luận điểm này chính là những cái nét, những cái vẻ đẹp tiêu biểu trong cái nét tính cách tâm hồn của cô kỹ sư rồi. Như vậy là sau khi mà tìm hiểu về anh thanh niên này, tìm hiểu về ông họa sĩ và cô kỹ sư, thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến một số nhân vật nữa, đó chính là bác lái xe và một số nhân vật khác được anh thanh niên nhắc đến ở trong tác phẩm này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến một nhân vật xuất hiện từ ngay đầu truyện, đó chính là bác lái xe nhé. Mặc dù là chỉ xuất hiện ở phần đầu của truyện thôi, tuy nhiên thì nhân vật bác lái xe này cũng đã kịp thể hiện một số những cái nét tính cách rất là đẹp đẽ ở trong tâm hồn rồi. Các bạn hãy chú ý một chút này. Đầu tiên các bạn cần phải khẳng định đó chính là bác lái xe là một người rất là vui vẻ, gần gũi và thân thiện, đúng nhỉ? 30 năm trong nghề rồi, tuy nhiên thì bác lái xe vẫn luôn giữ được cái sự thân thiện, cái sự cởi mở của mình, trò chuyện cùng với các hành khách trên xe và còn trò chuyện với một nhân vật đặc biệt, đó là anh thanh niên nữa, hiểu và chia sẻ với cuộc sống của anh ấy, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ có này, bác lái xe thì đã có 30 năm trong nghề. Và với 30 năm ở trong nghề này thì bác lái xe đã luôn giữ được sự thân thiện này, cởi mở này, thân thiện và cởi mở với mọi người. Một số những cái chi tiết có thể chứng minh cho điều này, ví dụ như là bác lái xe chính là cầu nối giữa anh thanh niên với các hành khách trên xe, và còn là cầu nối giữa anh thanh niên với cuộc sống vội vã, với cuộc sống nhộn nhịp ở bên ngoài nữa. Ví dụ như là bác lái xe thì đưa đến cho anh thanh niên rất là nhiều cuốn sách hay chẳng hạn, đúng nhỉ? Tiếp theo thì các bạn cần phải chú ý đó là khi mà chúng ta phân tích về nhân vật bác lái xe này thì các bạn hãy chú ý đó là cái sự cảm thông và chia sẻ. Cảm thông và chia sẻ. Cần phải có một cái sự cảm thông chia sẻ như thế nào thì bác lái xe mới mỗi chuyến xe đều dừng lại ở đúng địa điểm đó để có thể giúp đỡ anh thanh niên có thể được trò chuyện, gặp gỡ, được nhìn ngắm mọi người chứ, đúng không? Thì chúng ta hãy cùng đưa ra một số những cái nhận xét nho nhỏ ở phần này nhé. Đó chính là qua cảm xúc này, qua thái độ và qua cái suy nghĩ, qua nhận xét, qua lời giới thiệu của bác lái xe thì bản thân chúng ta, bản thân ông họa sĩ và cô kỹ sư cảm thấy rất tò mò và muốn tìm hiểu về anh thanh niên. Vì vậy nên chúng ta hãy cùng đưa ra đó chính là bác lái xe này thì luôn cởi mở, vui vẻ và giúp mọi người này. Mọi người ở đây thì sẽ bao gồm cả các nhân vật ở trong truyện và cả người đọc nhé. Có thể là gặp gỡ với anh thanh niên, gặp gỡ và tìm hiểu về anh thanh niên này, tìm hiểu về anh thanh niên. Thế nhiên nhỉ? Thì chúng ta đã biết được vai trò, biết được một số vẻ đẹp trong nên tính cách của bác lái xe rồi đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến phần cuối cùng khi mà tìm hiểu về vẻ đẹp của những con người được thể hiện ở trong Lặng Lẽ Sapa. Thì các bạn sẽ cùng chú ý đến một số nhân vật khác nhé. Một số nhân vật khác. Một số nhân vật khác mà chúng ta cần phải nhắc đến ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ có anh bạn đồng nghiệp của anh thanh niên, đúng không nhỉ? Bạn đồng nghiệp. Khi mà chúng ta biết được cái hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên, đó là ở trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2.600m, thì chúng ta thấy được rằng là anh ấy nói rằng cái công việc, cái cuộc sống của cháu ở đây chưa là gì so với anh bạn đồng nghiệp công tác ở trên đỉnh Phan Xipang cả. Với cái đỉnh núi trên cao trên 3.000m cơ, thì anh thanh niên cho rằng là cái cuộc sống đó mới thực sự là lý tưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ông kỹ sư vườn rau ở Sapa nhé. Kỹ sư vườn rau.
Ông kỹ sư vườn rau ở Sapa thì cứ ngày này qua ngày khác nghiên cứu để tìm ra một cái cách có thể là phối giống hoa cho cái cây su hào đúng nhở, giúp cho cây này có thể là cho củ to hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có ông kỹ sư nghiên cứu bản đồ xét này. Kỹ sư nghiên cứu bản đồ xét. Bản đồ xét. Đây là nhân vật mà đã dành cả 11 năm bỏ qua cả những cái hạnh phúc cá nhân để có thể tìm ra một cái bản đồ xét thật là chính xác đúng không? Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý đến một nhân vật, đó là nhân vật bố của anh thanh niên. Mặc dù là nhân vật này được chú ý, được nhắc đến ở trong một chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng chúng ta thấy được rằng là bố của anh thanh niên thì đã xung phong đi bộ đội. Và anh thanh niên nghĩ được rằng là mình cảm thấy thật xấu hổ khi mà bố mình là một người có tấm gương, có tấm lòng, có cái sự nhiệt thành như vậy. Và cuối cùng khi mà biết được rằng là mình cũng đã làm được một điều để giúp cho bộ đội ta chiến thắng, thì anh thanh niên nghĩ rằng là mình đã hòa với bố rồi đúng không? Thì các bạn hãy chú ý đó là sau khi mà chúng ta chỉ ra một số những cái nhân vật được nhắc đến ở trong tác phẩm, thì các bạn hãy chú ý đó là tác giả đang đưa đến cho chúng ta rất nhiều tấm gương lao động nhé. Tác giả đưa đến rất nhiều tấm gương. Rất nhiều tấm gương. Những cái tấm gương lao động và chiến đấu như thế này, mặc dù là họ đang ngày ngày thầm lặng cống hiến thôi, tuy nhiên thì họ đã giúp cho cuộc sống của chúng ta này hòa bình này, ấm no và ngày càng phát triển hơn. Vì vậy nên là cái cách mà tác giả nhắc đến các nhân vật này qua lời kể của anh thanh niên thì cũng đầy trân trọng đúng không? Chúng ta hãy chú ý đến thái độ trân trọng của tác giả nhé. Thái độ trân trọng. Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn tìm hiểu ở trong phần 3 này để chúng ta có thể tìm hiểu được về các nhân vật, vẻ đẹp của tâm hồn của những con người ở trong tác phẩm này. Ví dụ như chúng ta có anh thanh niên này, có ông họa sĩ, cô kỹ sư, bác lái xe và rất nhiều các nhân vật khác nữa. Khi mà chúng ta thể hiện được cái bức tranh về con người, về cuộc sống ở đây thì rõ ràng là tác giả đang muốn khẳng định với chúng ta rằng ở đằng sau cái lặng lẽ, cái lặng yên của Sapa thì không phải là một cuộc sống như chúng ta nhìn thấy của một nơi nghỉ dưỡng đâu. Không phải là một nơi có rất nhiều mây mù che phủ đâu. Mà con người ở đây thì đang ngày ngày lao động, cống hiến và hy sinh hết mình cho cái nền độc lập này, cho cái nền hòa bình và phát triển ngày càng thịnh vượng của đất nước đúng không? Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tổng kết bài học ngày hôm nay nhé. Như thường lệ thì trong phần cuối cùng của bài chúng ta sẽ chú ý đến việc là tổng kết những đặc sắc trong nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đầu tiên thì các bạn hãy cùng chú ý đến nội dung nhé. Nội dung thì rõ ràng là tác giả đang muốn khẳng định với chúng ta cái thái độ trân trọng với những người lao động đang cố gắng ngày đêm lao động miệt mài vì cuộc sống của mọi người đúng không? Mà tiêu biểu ở đây đó là nhân vật anh thanh niên. Các bạn hãy chú ý đến chân dung của những người lao động. Chân dung đẹp đẽ của những người lao động. Của những người lao động. Được tác giả xây dựng, được tác giả nhắc đến ở trong tác phẩm này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ này, đó là nghệ thuật. Có ba nét nghệ thuật tiêu biểu mà cô muốn khẳng định với các bạn, cô muốn các bạn cố gắng ghi nhớ khi mà học, khi mà tìm hiểu về tác phẩm Lặng lẽ Sapa. Đầu tiên chúng ta hãy cùng chú ý đến cốt truyện này. Như cô đã phân tích ở phần trên với các bạn thì rõ ràng là cốt truyện ở đây rất là tự nhiên thôi. Tuy nhiên thì chúng ta đã thấy được là con người ở đây, những cái điều, những cái tư tưởng mà tác giả thể hiện ở đây thì đã ý nghĩa như thế nào đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đến nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả. Nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả. Có một điều mà cô đã không nhắc đến ở trong bài giảng này, đó chính là nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả ở đây thì lại xây dựng lên những con người mà không được đặt tên cụ thể. Thì đây sẽ là một câu hỏi rất là hay mà trong bài giảng của Vietjet thì đã đính kèm với phần này rồi. Các bạn chú ý đọc để hiểu xem rằng là vì sao tác giả lại không đặt tên cho các nhân vật nhé. Cuối cùng thì chúng ta chú ý đến chất thơ. Chất thơ ở trong tác phẩm này.
Chất thơ, chất trữ tình ở trong tác phẩm thì được thể hiện qua bức tranh thiên nhiên ở Sapa rất là tươi đẹp đúng không nhỉ? Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu, có thể phân tích được tác phẩm Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Chúc các bạn có những buổi học thật là thú vị với Vietjet. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.